Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao đại dịch Covid-19 khiến nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ. Sau 7 năm chung sống thì Sophia Turner, 29 tuổi và chồng đã đệ đơn ly hôn. Họ chưa bao giờ bàn về việc chia tay trước khủng hoảng virus corona, nhưng trong trận đại dịch, hôn nhân của họ đã trở nên cay đắng. Tôi căng thẳng hơn và tất cả mọi thứ chỉ cứ dồn vào và chúng tôi quyết định có thể là ly thân thử nghiệm. Cô Turner, một nhân viên hỗ trợ dịch vụ xã hội cho trẻ em ở Anh đã nói như vậy. Và rất nhanh chóng, chúng tôi nhận ra rằng việc ly thân sẽ kéo dài lâu hơn thế. Đại dịch Covid-19 chính là cơn bão nhấn chìm hôn nhân của các gia đình. Đây là hình ảnh cuộc sống của vợ chồng vốn rất dễ xung đột, nay lại càng có nhiều nguy cơ cao hơn trong cơn đại dịch này. Trải nghiệm của họ ngày càng trở nên phổ biến với số đơn ly hôn và vụ chia tay tăng vọt trên khắp nước Anh và trên toàn thế giới. Công ty luật hàng đầu của Anh Stanford ghi nhận lượt liên hệ xin tham vấn về việc ly hôn tăng 122% từ tháng 7 cho đến tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức Charity cho biết có sự tăng đột biến trong số lượt tìm kiếm lời khuyên trực tuyến về làm sao kết thúc mối quan hệ. Tại Mỹ, một trang web tạo hợp đồng pháp lý gần đây đã công bố doanh số thỏa thuận ly hôn cơ bản tăng 34%, trong đó các cặp đôi mới cưới kết hôn trong 5 tháng trước đó chiếm 20%. Ở Trung Quốc, vốn thực thi một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới vào đầu đại dịch cũng có xu hướng tăng tương tự. Điều này cũng xảy ra ở Thụy Điển mà mãi đến gần đây vẫn chủ yếu dựa vào các ý thức tự nguyện của người dân để làm chậm sự lây lan COVID-19. Việc đại dịch đã ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ cốt lõi của chúng ta không còn là điều xa lạ. Nhưng các luật sư, nhà trị liệu và các học giả đang bắt đầu hiểu rõ hơn về những yếu tố thúc đẩy sự bùng nổ ly hôn trong thời Covid-19 và tại sao nó tiếp tục xảy ra cho đến năm 2021. Kali, luật sư của công ty luật Stanford, mô tả đại dịch này là cơn bão hoàn hảo cho các cặp vợ chồng, với những đợt phong tỏa và giãn cách xã hội khiến họ dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Trong nhiều trường hợp, điều này đã làm chất xúc tác cho những cuộc chia tay có thể đã manh nhà, nhất là khi những nề nếp riêng rẽ của vợ chồng trước đó đã giúp che đậy các vấn đề. Tôi không nghĩ rằng lý do khiến mọi người ly hôn nhất thiết phải thay đổi. Luôn có dòng chảy ngầm rằng tôi không hài lòng với chuyện này chuyện kia ở nhà. Nhưng tôi nghĩ dịch bệnh đã đưa những chuyện dàn xếp trong nhà thực sự trở thành trọng tâm rõ ràng hơn nhiều so với bình thường. Đây là hình ảnh các quan hệ vợ chồng sẽ trở nên căng thẳng hơn trong đại dịch này. Luật sư Knist cho biết nhóm của ông không hề bất ngờ trước sự gia tăng đơn ly hôn sau đợt phong tỏa toàn quốc đầu tiên của Anh kết thúc, vì các vụ tan vỡ thường tan đột biến sau khi gia đình ở bên nhau nhiều hơn, chẳng hạn trong kỳ nghỉ học hoặc Giáng sinh. Tôi nghĩ phong tỏa về cơ bản giống như những khoảng thời gian nghỉ kéo dài đó, nhưng với áp lực cộng thêm rất lớn, bà nói. Điều khác biệt là sự gia tăng đáng kể số lượng phụ nữ chủ động ly hôn. Với 76% số vụ ly hôn mới đây là từ các khách hàng nữ, so với 60% ở năm trước. Bà tin rằng xu hướng này cũng khớp với những phát hiện của nhiều nhóm nghiên cứu về cuộc sống của các cặp vợ chồng có con cái và đi làm trong thời Covid-19. Vốn cho thấy sự phân chia công việc nhà và chăm sóc con cái vẫn đè nặng lên vai người phụ nữ một cách bất cân xứng, ngay cả ở các cặp vợ chồng dị tính và người chồng cũng làm việc tại nhà. Tôi nghĩ rằng một số người bước vào phong tỏa với suy nghĩ rằng, à, đây chẳng phải là chuyện hay hay sao, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau. Và người bạn đời của tôi vốn thường có mặt ở thành phố hoặc phải đến sở làm, sẽ có mặt ở nhà và sẽ giúp được nhiều việc hơn. Và tôi cho rằng đối với nhiều người thì thực tế lại khác quá xa so với những gì họ ngỡ lúc ban đầu, bà nói thêm. Căng thẳng trong mối quan hệ, Turner nói rằng cả hai vợ chồng cô thuận tình chia tay và họ vẫn là bạn. Đối với họ, ngòi nổ của vụ việc là do quyết định ngủ riêng để giảm nguy cơ lây nhiễm cho Turner, vốn có bệnh từ trước và nhận ra rằng điều đó không thực sự tạo nên khác biệt đối với chất lượng mối quan hệ của họ. Đây là hình ảnh các vợ chồng ngủ riêng rất dễ tạo ra khoảng cách. Nhưng giống như nhiều vụ ly dị trong đại dịch, trường hợp của họ cũng xảy ra các vấn đề về giao tiếp. Chúng tôi đã gây căng thẳng cho nhau và không thực sự nói chuyện đàng hoàng,
cô cho biết. Khối lượng việc nhà của Turner tăng lên khi cô dạy con học ở nhà và chăm sóc con của một người bà con cũng gây xích mích. Cô nói rằng bạn đời của cô cảm thấy khó chịu khi sự tập trung của cô là chỗ khác, trong khi cô bất mãn với việc anh ta có thể ra khỏi nhà để gặp đồng nghiệp làm việc chung với một công chuyện về dịch vụ sửa chữa đường ống nước gia đình, còn cô thì luôn bị kẹt ở nhà. Đối với các cặp vợ chồng khác, việc chia tay có nguyên do từ sự gia tăng các vấn đề tâm thần do đại dịch. Chị Maria, một biên tập viên 43 tuổi ở Amsterdam, đã dính COVID-19 vào hồi tháng 3, khiến chứng lo âu của bạn đời của cô đi đến chỗ mất kiểm soát. Tôi đã phải xử lý mọi thứ trong khi hai chúng tôi bị cách ly trong gần một tháng và điều đó khiến tôi hết sức mệt mỏi, cô nói tiếp. Là một nạn nhân bị chứng COVID kéo dài cho đến tháng 7, cô vẫn cảm thấy chật vật để sắp xếp thời gian ngoài những thứ cần thiết của công việc, bán thời gian và chăm sóc đứa con 4 tuổi. Thật không may, mối quan hệ của chúng tôi là một trong những yếu tố đòi hỏi tôi phải nỗ lực quá nhiều về mặt tình cảm, tinh thần và thể xác. Vì vậy, tôi đã yêu cầu anh ấy ly thân. Nó giống như một vấn đề sống còn vậy. Nhưng các chuyên gia về quan hệ hôn nhân tin rằng ngay cả những cặp vợ chồng có mối tình cảm bền chặt vốn không hề trục trặc gì trước đại dịch và thường muốn tránh tạo ra những thay đổi lớn trong quan hệ vợ chồng hay nếp sinh hoạt trong gia đình cũng có thể dễ dàng đổ vỡ. Điều này là do đại dịch đã lấy đi những nề nếp đã đi vào khuôn khổ vốn đem lại sự thoải mái, ổn định và nhịp nhàng. Ronald Steeman, nhà trị liệu tâm lý và phát ngôn của Hội đồng Trị liệu Tâm lý Anh giải thích như vậy. Và nếu không có những điều này, những người bạn đời sẽ có rất ít cơ hội đi tìm các hình thức hỗ trợ hoặc khích lệ khác ngoài mối quan hệ chính thức và điều đó có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng. Đây là hình ảnh ngày càng có nhiều người cảm thấy họ bị kẹt trong tình huống mà họ đang vất vả để đối phó đang xảy ra với họ cùng những gì đang xảy ra giữa họ với nhau. Giống như một cái nồi áp suất, không thể có chút áp suất nào thoát ra ngoài. Cuối cùng thì nắp nồi có thể bị bật lên và mối quan hệ tan vỡ, Steeman phân tích như vậy. Đau đầu vì tiền bạc cũng là một lý do. Luật sư Kitsch chỉ ra đại dịch có thể là một trong những thách thức lớn đầu tiên trong cuộc sống mà các cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt cùng nhau. Điều này có thể giải thích phần nào sự gia tăng đơn ly hôn của các cặp vợ chồng mới cưới ở một số quốc gia bao gồm cả Mỹ và Canada. Nếu bạn là một cặp vợ chồng mới cưới hoặc mới yêu nhau chưa được bao lâu, thì mối quan hệ đó có thể không được thử thách giống như các cuộc ly hôn hôn nhân kéo dài được 30 năm, trải qua nhiều năm với những gian nan thách thức khác nhau, bà nói. Trong khi đó, cuộc sống bị cắt giảm là khủng hoảng dịch bệnh tạo ra trái ngược với những gì mà các cặp vợ chồng mới cưới hình dung về hạnh phúc, hôn nhân và cuộc sống hoàn hảo sẽ như thế nào. Thêm vào đó, các chuyên gia tình cảm cho biết tác động tài chính của COVID-19 cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đổ vỡ khi mọi người bị thất nghiệp, cho nghỉ không lương hoặc nhận lương thấp hơn. Số lượng các cuộc ly hôn có xu hướng gia tăng, không có ngoại lệ, trong thời kỳ kinh tế đi xuống, ít nhất là kể từ khi sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Gartmon, người nghiên cứu lịch sử, nhân khẩu học tại Đại học tại Bắc Thụy Điển đã giải thích như vậy. Do chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nhất là về kinh tế, chúng tôi tin rằng kết quả cuối cùng sẽ là bất ổn hôn nhân gia tăng. Đây là hình ảnh tiền bạc là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dễ gây ra xung đột trong hôn nhân. Thu nhập giảm làm gia tăng nguy cơ căng thẳng trong mối quan hệ do xung đột về ưu tiên các nhu cầu tiêu dùng khác nhau và căng thẳng tâm lý, đến lượt nó cũng làm tăng xung đột. Kết quả là chất lượng mối quan hệ giảm đi do lo lắng về làm sao kiếm đủ tiền. Sapphon cho biết như vậy. Bị sa thải cũng có thể là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng, nhất là những người đàn ông, những người mà giá trị bản thân vẫn dựa vào khả năng đảm bảo kinh tế cho gia đình nhiều hơn phụ nữ. Điều này có thể thể hiện ra ở sự lo lắng, tức giận và ức chế, cũng như tăng nguy cơ bạo lực gia đình. Tuy nhiên, không giống như các cuộc khủng hoảng tài chính khác, đại dịch đã ảnh hưởng nhiều hơn đến những người đã và đang làm những công việc không ổn định trong các ngành có thu nhập thấp như khách sạn, giải trí, bán lẻ và du lịch. Những ngành nghề mà phụ nữ, thanh niên và các nhóm thiểu số có mặt đông đảo. Jan Strom cũng chỉ ra rằng tác động tài chính của COVID-19 có thể dẫn đến suy thoái dài hạn, có nghĩa là các mối quan hệ gia đình có thể bị căng thẳng do các vấn đề về tiền bạc tiếp tục xảy ra. Nếu cú sốc kinh tế lan rộng khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng mạnh, nhiều cuộc hôn nhân sẽ gánh chịu, ông nói. Nhưng ông nói thêm rằng điều ngược lại cũng có thể xảy ra
nếu các nước phục hồi nhanh hơn dự kiến trong năm 2021. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay. Kính mời các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau.